Chào anh em nhá, lại quay trở lại với kênh Đức Anh Vlog. Hôm nay mình sẽ đi hội chợ nông nghiệp và phát triển sản phẩm nhá, đồng bằng sông Hồng năm 2023 nhá. Mời anh em. Gồm các mặt hàng tiêu dùng làng nghề, nông lâm, thủy sản, sản phẩm ô cốp được người tiêu dùng yêu thích bình chọn, chủ đề hàng hóa đa dạng phong phú, đảm bảo chất lượng đến từ hai miền Nam Bắc nổi tiếng, phục vụ quý khán giả đến vui chơi tham quan và mua sắm. Đây Yến nha bà con này. Hội chợ xả tủ không bán vé. Đó, hội chợ nông nghiệp ở cung văn hóa và hữu nghị Việt đẹp mọi người ạ. Sau nhìn ông hai cái que không có đâu, chọc không sao cả. Đó là mình ba bia mà. Muốn gì mấy anh ơi? Mấy coi đó, buffet xin bẩn này. Nhiều đồ chưa? Có nhiều đồ ăn cho bà con này. Thôi ơi. À chọn đi. Ông ăn thì em lấy đi. Nó ngon cho bà con rồi. Mất tiền. Cái này là cái gì đó? Bánh tráng á. Bánh tráng nướng ạ. Bánh tráng nướng, đầu nướng rồi á. Em ơi, chị ăn còn lúc nào ăn xong còn cho bộ tư bẩn. Đây các loại mắm nha, con nha. Đặc sản này. Ô, rất mày đẹp này. Bon ơi! Để cho. Bon ơi! Tôi về sắp. Xin chưa? Ngon chưa bà con ơi? Đây là bà con à. Đây 50, 70, 100. Còn các cái đầu này thì 50. Nhà hàng Âu Mai nhỉ. Ô, phụ kiện điện thoại.
Nhiều ốp đẹp chưa anh em ạ? Ôi cái này đây. Đôi kia đẹp chứ, cái đôi màu xanh xanh này nhìn đẹp quá trưởng. Ê bánh đa cơm trái này mọi người đã ăn không? Máy tưới đấy này, máy bay nông nghiệp. Chà, gai neo. Đó, mua 1 tặng 1 nha bà con nha. Đấy, trà hoa đậu biếc, trà hoa cúc này. Nhiều chưa? Rộng phết nhỉ? Ra tận đây. Xong chơi gì không nhỉ? Mua nè. Na sầu riêng. Quả to chưa bà con? Na to chưa? Na thái 120.000 một cân nhá. To khổng lồ luôn. Đây là máy gì vậy? Tách à? À nó khứa cho mình luôn nhỉ? Tiện nhỉ?
chứ mình tách làm sao mà đến sáng mai cũng xong. Đúng rồi, ngày tiện bao nhiêu đó, máy quay thật rẻ bà con ạ. Đặc sản Hà Nam bánh đa kê này. Đặt rẻ răng bơ bà con nhá. Anh em chưa tỏ heo. Đặc sản Tây Bắc, thịt trâu các bếp nhá. Ngon chưa bà con ơi? Thịt trâu các bếp đấm hạt dổi nhá, mắc khén nhá. Đặc sản nem nắm Nam Định à. Anh Quân ơi, bà con ơi. Mua về ăn đỡ phải nấu cơm. Mới hoàn chưa? Bác khi nào là chả nó cười thế là bỏ ra ăn nửa cân của bác. Ăn nó rồi, về chưa? Về, về đi. Thôi không lấy đâu. Ê trời, nhớ cái gì đó. Thóc ơi, chở bác đi nào. Cốm nè bà con nhá. Ngon chưa? Chào anh em nhá, mình kết thúc video tại đây nhá. Nếu anh em thấy hay, hãy để một nút like, một nút đăng ký kênh và bình luận nhá. Bye bye anh em.